Sáng ngày 11 tháng 11, tại sân bóng Tân Triều, Hà Nội đã diễn ra lễ bế mạc giải bóng đá thường niên Tổng công ty Vận tải Hà Nội lần thứ 16 năm 2023. Tham dự lễ bế mạc và dự khán trận chung kết có ông Nguyễn Thanh Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Trang Sơ Cô cùng các đồng chí Phó Tổng giám đốc, trưởng phó các phòng ban, lãnh đạo công đoàn, đoàn thanh niên của Trang Sơ Cô, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc cùng đông đảo cổ động viên các đội. Trải qua 3 tuần tranh tài, trước khi đến với lễ bế mạc, hai đội bóng xí nghiệp xe buýt Yên Viên và công ty khai thác điểm đỗ xe Hà Nội đã gặp nhau tại lượt trận chung kết. ở trận cuối cùng, cả hai đội bóng đều tung ra sân đội hình mạnh nhất. bước vào trận đấu, đường kim Á quân của mùa giải 2022 là xí nghiệp xe buýt yên viên thi đấu lấn lướt hơn với hàng loạt tình huống nguy hiểm về phía không thành đối phương. trong khi đó, công ty khai thác điểm đỗ xe Hà Nội với sự cơ động của Bùi Hiếu và Văn Bình luôn có mặt bên phần sân đội bạn cũng đôi lần khiến đội bóng xe buýt yên viên phải giật mình. Với tính chất quan trọng của trận đấu cuối cùng nên hai đội đã thi đấu có phần chặt chẽ và quyết liệt, công hiến cho khán giả những pha bóng sôi nổi, hấp dẫn. Nút thắt của trận đấu chỉ đến ở những phút cuối hiệp 1, khi công ty khai thác điểm đỗ xe Hà Nội mở được tỷ số, khai thông thế bế tắc. Cầu thủ số 16, Nguyễn Văn Bình của công ty khai thác điểm đỗ xe Hà Nội, bằng pha đánh đầu ghi bàn thân kín, nâng tỷ số lên 1, 0. Bước vào hiệp 2, đội xí nghiệp xe buýt yên viên dâng lên tấn công để tìm kiếm bàn thắng, nhưng nhiều lần sáng ngang, từ chối bàn thắng liên tục tấn công nhưng gặp hàng thủ khá chắc chắn của đối phương, khiến hàng tiền đạo đội xe buýt yên viên nhiều lần mất bóng đáng tiếc. Với tỷ số cách biệt một bàn, công ty khai thác điểm đỗ xe Hà Nội chính thức bước lên ngôi vị cao nhất ở giải đấu năm nay. Sau trận chung kết đã diễn ra lễ bế mạc và trao giải cho các đội bóng đạt thành tích cao tại giải bóng đá thường niên Tổng công ty vận tải Hà Nội lần thứ 16 năm 2023. Hai đội đồng hạng 3 là xí nghiệp xe buýt nhanh BGT Hà Nội và trung tâm Tân Đạt. Vị trí á quân là xí nghiệp xe buýt Yên Viên. Nhà vô địch mùa giải 2023 gọi tên công ty khai thác điểm đỗ xe Hà Nội. Giải đấu lần này được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định sự lớn mạnh của phong trào thể dục thể thao tổng công ty, thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, công hiến cho khán giả, các cổ động viên những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp. Giải bóng đá là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập tổng công ty vận tải Hà Nội.